Tiên Nghịch chính là một trong những tác phẩm tu tiên nổi bật của tác giả Nhĩ Căn, đưa người xem vào một thế giới đầy biến đổi và phức tạp, nơi mà con đường tu đạo không chỉ đầy gian nan mà còn chất chứa vô vàn thử thách về đạo tâm và ý chí. Trong hành trình này, nhân vật chính Vương Lâm không ngừng phải đối mặt với những câu hỏi sâu sắc về sinh tử, về đạo lý và về những gì mà tu tiên thực sự mang lại. Cuộc đời Vương Lâm trải qua nhiều biến cố, từ một thiếu niên bình thường trở thành một tu sĩ mạnh mẽ với sự hiểu biết sâu sắc về thiên đạo và nhân quả. Tiên Nghịch số thứ nhất là một chương trình hỏi đáp nhằm giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về những chi tiết phức tạp, những bí ẩn và triết lý sâu xa trong thế giới của Vương Lâm. Hãy cùng Vèo Thì Gì đi sâu vào những câu hỏi đầu tiên và khám phá những góc khuất trong cuộc hành trình đầy kịch tính này các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên, Vương Lâm vì sao có thể lĩnh ngộ ý cảnh của sinh tử và việc anh điêu khắc từng người mà mình đã giết có ẩn chứa điều bí ẩn gì hay không? Trong suốt hơn 30 năm ở trần gian, tu vi của Vương Lâm đã tiến triển một cách khổ sở và cái chết của cha Đại Ngưu đã khiến anh lần đầu tiên lĩnh ngộ ra thiên đạo, chỉ còn cách hóa thần một bước nhỏ. Để đạt được hóa thần, anh đã đặc biệt đi đến một vùng đất phủ đầy tuyết, vất vả gom góp một đống cây, sau đó trở về cửa hàng và bắt đầu điêu khắc gỗ mà không bị phân tâm. Từ sư phụ độc ác Tôn Đại Trụ đến Trương Hổ, người muốn giết Vương Lâm thế nhưng lại bị giết ngược. Từ nguồn gốc tội ác của mối thù máu giữa hai gia tộc Đằng Vương Đằng Lệ cho đến Đằng Hóa Nguyên và hàng trăm dòng máu của gia tộc Đằng ẩn sau, Vương Lâm đã khắc ghi từng người mà anh đã giết trước khi mà hóa phàm. Thật ra công việc tương tự như vậy, anh đã từng làm một lần khi mà mới bắt đầu hóa phàm, thế nhưng ý nghĩa của hai lần này lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên điều khắc cha mẹ và thân tộc chỉ là để cho họ hồi sinh theo một cách khác, tu dưỡng bản thân trong sự tưởng nhớ, còn lần này là để nhìn lại cuộc đời giết chóc, cảm nhận ý nghĩa của cái chết. Vương Lâm không hối hận về cái chết của những người này và cũng không truyền linh lực vào các bức tượng gỗ. Những tượng điều khắc này chỉ là một công cụ giúp anh hiện thực hóa ký ức của mình. Từ khi chạm khắc nét đầu tiên, tay của Vương Lâm không hề dừng lại, cùng với dòng ký ức chảy qua đầu, từng bức tượng gỗ nhanh chóng thành hình, tay của anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại những vệt mờ. Đồng thời hình ảnh ký ức trong đầu của anh cũng ngày càng nhanh hơn, dần dần thì anh thấy mình trong cuộc sống hóa phàm hơn 30 năm qua, những mảnh đời của sinh lão bệnh tử dần dần hòa vào tâm hồn của Vương Lâm, cho đến khi trong đầu của anh không còn bất kỳ hình ảnh nào nữa, chỉ còn lại hai chữ sinh và tử. Sinh và tử là một sự biến đổi của thiên đạo luân hồi. Việc điêu khắc quá trình giết chóc suốt 400 năm đã giúp Vương Lâm hiểu được ý nghĩa của cái chết. Còn trong 30 năm hóa phàm, nhân quả của gia đình Đại Ngưu cùng với những người phàm xung quanh đã cho anh biết ý nghĩa của sự sống. Tấm màn che mờ trong lần ngộ đạo thất bại trước đó cuối cùng cũng đã bị xuyên thủng trong khoảnh khắc này. Mặc dù đạt được sự giác ngộ không có nghĩa là hoàn toàn thấu hiểu, thế nhưng tâm cảnh của Vương Lâm đã đạt đến mức độ có thể kiểm soát tu vi của chính mình. Như người xưa thường nói, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Nhìn vào những bức tượng gỗ trước mặt, Vương Lâm giơ hai tay lên, tu lại một xoáy đen. Những bức tượng gỗ lần lượt bị hút vào trong đó. Khi mà bức tượng cuối cùng biến mất, túi chứa vật ở thắt lưng của Vương Lâm tự động mở ra. Ba viên cầu máu mà anh đã cô đọng từ sát khí của bản thân trước đó cũng tự động dung nhập vào xoáy đen. Vòng xoáy dưới sự điều khiển của đôi tay Vương Lâm nhanh chóng thay đổi hình dạng, cuối cùng dần dần trở thành hình vuông. Từ từ ngưng tụ thành một thực thể, sau một thời gian dài nó biến thành một chiếc ấm đen. Chiếc ấm chỉ to bằng lòng bàn tay, trên đó khắc một hình người, thế nhưng không có khuôn mặt cụ thể, bởi nó không phải là ai cụ thể, mà bao gồm tất cả những cuồng giết chóc suốt 400 năm của Vương Lâm. Là sự biểu hiện bên ngoài của cái chết, Vương Lâm đặt tay phải lên trên ấm đen. Ngay lập tức anh cảm nhận được cảm giác máu hòa vào nước và ngay sau đó ấm đen từ từ biến mất trong tay của anh, dung nhập vào nguyên anh trong cơ thể. Sau khi hoàn thành tất cả, Vương Lâm lưu luyến nhìn lại cửa hàng một lần nữa, vung tay phải một cách nhẹ nhàng, toàn bộ những bức tượng gỗ ban đầu đã biến mất. Anh bước ra ngoài trong đêm tuyết rơi, hình dáng già nua của anh dần dần trẻ lại theo từng bước đi. Đến khi bước đến đầu ngõ, anh đã trở lại dáng vẻ của một thanh niên tu sĩ. Lúc này anh đã chính thức nắm giữ ý cảnh sinh tử. Mặc dù chưa chính thức hóa thần, thế nhưng mà anh có thể cảm nhận được một sức mạnh thần kỳ nào đó dường như đang kéo anh lên trên trời, và cảm giác này chính là dấu hiệu sắp hóa thần. Kể từ lúc này, Vương Lâm không cần phải ngộ thiên đạo hay là cảm nhận ý cảnh nữa, chỉ cần tìm một nơi để tu luyện, bế quan 10 năm, Vương Lâm có thể tự nhiên đạt đến cảnh giới hóa thần. Câu hỏi số 2, Vương Lâm có bao nhiêu đệ tử và kết cục của họ ra sao? Vương Lâm có tổng cộng là 4 đệ tử. Đại đệ tử Thập Tam vốn là thổ dân của Yêu Linh Chi Địa, cùng với Hổ Phách đi theo Vương Lâm. Sau khi Hổ Phách phản bội, Thập Tam ở lại và được Vương Lâm thu làm đệ tử. Truyền thụ kỹ nghệ đại hồn môn, mặc dù bị đánh gãy kinh mạch không thể tu luyện, Vương Lâm vẫn truyền cho hắn phương pháp luyện thể của tộc Cự Ma. Thập Tam rất là trung thành, luôn mô phỏng Vương Lâm. Sau này hắn chuyển thế sang Tiên Cương Đại Lục, được Vương Lâm tìm lại và truyền hết những gì mình biết. Kết cùng Thập Tam trở thành cường giả tu chân cấp 3, luôn theo sát Vương Lâm.
Nhị đệ tử Tạ Thanh vốn là một lão giả có trí tuệ trong nhân gian, từng giúp Vương Lâm ngộ đạo. Ông chính là chủ hồn của Thất Thải Đạo Tôn, được gọi là Tam Hồn. Thế nhưng không giỏi tu luyện mà chỉ tinh thông thuật hồn, ông đã tự phong ấn và hy sinh bản thân để không làm khó sư tôn Vương Lâm. Khi chết, ông đã khiến Vương Lâm xúc động sâu sắc. Từ đó Vương Lâm bắt đầu con đường tu đạo cấp 4. Tam đệ tử Tây Tử Phụng là một trong những tu sĩ được Vương Lâm cứu tại Lô Tiên Giới. Cô yêu Vương Lâm và sau này trở thành đệ tử của Vương Lâm. Cô từng từ bỏ mối quan hệ sư đồ để ở bên cạnh Vương Lâm trong một khoảng thời gian khó khăn. Kết cục cô ở lại trong động phủ giới, không chuyển thế sang Tiên Cương. Tứ đệ tử Liên Đạo Phi chính là một thiên tôn của Tiên Cương Đại Lục, có quan hệ phức tạp với Vương Lâm. Mặc dù không chính thức là đệ tử, hắn cũng học được nhiều từ Vương Lâm. Cuối cùng hắn trở về Tiên Cương Đại Lục, kết cục không được đề cập rõ ràng. Tóm lại, các đệ tử của Vương Lâm đều có những trải nghiệm và số phận riêng. Thập Tam Trung Thành, Tạ Thanh bi thảm, Tây Tử Phụng từ bỏ mối quan hệ sư đồ và Liên Đạo Phi là một trường hợp đặc biệt. Câu hỏi số 3, Vương Lâm đã có được hành tinh tu chân đầu tiên như thế nào và tên của hành tinh đó là gì? Vương Lâm ban đầu chỉ là một thiếu niên với tư chất bình thường, thế nhưng nhờ cơ duyên mà có được Thiên Nghịch Châu, từ đó anh bắt đầu con đường tu luyện tại môn phái Hằng Nhạc. Trên hành trình của mình, Vương Lâm đã trải qua vô số khó khăn và nguy hiểm. Khi sức mạnh của Vương Lâm ngày càng tăng, anh bắt đầu nổi bật trong giới tu chân. Qua nhiều sự kiện và trận chiến, anh đã chứng minh được khả năng mạnh mẽ và tính cách kiên định của chính mình. Sau khi giải quyết nhiều kẻ thù mạnh mẽ và vượt qua nhiều nguy cơ, danh tiếng và uy tín của anh trong giới tu chân ngày càng lan rộng. Với sức mạnh và ảnh hưởng của mình, Vương Lâm đã được một số thế lực thừa nhận và tôn trọng. Qua những cuộc phiêu lưu và tu luyện, Vương Lâm đã đạt đến một sức mạnh đủ để đối đầu với các thế lực lớn. Anh sở hữu nhiều pháp bảo mạnh mẽ như là Thiên Nghịch Châu cùng với các công pháp mà anh tu luyện, giúp anh không ngừng đột phá. Sức mạnh nguồn gốc của Vương Lâm cũng là công cụ mạnh mẽ. Các mối quan hệ của Vương Lâm trong giới tu chân cũng đóng vai trò quan trọng. Những người bạn, đồng minh và sư môn của anh cũng có lúc đã giúp đỡ và hỗ trợ anh trong những tình huống quan trọng. Vương Lâm đã sở hữu hành tinh Thanh Linh bằng các cách sau: chiến thắng hoặc là kiểm soát. Có thể chủ nhân hoặc là thế lực trên hành tinh Thanh Linh đã bị Vương Lâm đánh bại, hoặc quyết định phụ thuộc vào anh do một mâu thuẫn lợi ích, hoặc là bị cuốn vào các cuộc tranh đấu trong giới tu chân. Đàm phán hoặc là trao đổi, Vương Lâm có thể đã giành quyền kiểm soát Thanh Linh qua các thỏa thuận hoặc là giao dịch với các thế lực khác. Dựa trên sức mạnh, địa vị và tài nguyên của mình và được giới tu chân công nhận. Kết lại, việc sở hữu hành tinh tu chân đầu tiên của Vương Lâm không phải là kết quả của một hành động đơn lẻ, mà là quá trình trưởng thành từ một thiếu niên bình thường, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt và tu luyện, đồng thời khéo léo xử lý các mối quan hệ phức tạp trong giới tu chân. Cuối cùng, Vương Lâm đã sở hữu một hành tinh cho riêng mình, trở thành một nhân vật quan trọng trong giới tu chân và biến Thanh Linh trở thành lãnh thổ tu chân dưới tên tuổi của chính mình. Và là chuyên mục hỏi đáp tiên nghịch số thứ nhất của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.